nha quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe tơ đổi qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Hôm nay bên Mai về bán tải hot cho kén gì mình nhé. Nhiều anh chị tìm kiếm dòng này lắm nè, Wrangler XLS AT đời 2017, một cầu số tự động. Xe này là chuẩn xe gia đình sử dụng nha, một chữ từ đầu, đi được 68.000 km. Xe biển số 60 ở Đồng Nai nhé, 38191. Biển số cũng tương đối ha, 8191 như thế này là cũng biển số tiếng rồi các anh chị nhé. Phần nước sơn xi quanh xe thì đẹp liền lạc, đồng màu, xe màu trắng rất là dễ xài luôn. Ba thấy bán tải màu trắng vậy chứ mà dễ xài nhé. Đây nước sơn là đồng màu nè, liền lạc các anh chị. Dàn vỏ lốp thì anh chủ lên cho mình là gai gió rất là sâu, lên vỏ mới rồi, vỏ của Bridgestone. Đếp vỏ tuần thứ 23 của 2021, cái này là đỡ tốn như các anh chị, mới chi phí thay vỏ nè. Đăng kiểm xe này cũng gần hết rồi các anh chị. Đó, cái này thì Mai sẽ có hỗ trợ cho mình nhé. Dòng này máy 2.2, hộp số 6 cấp nha. Ở đây thì phần nước sơn quanh xe khá là đồng màu. Dán phim nè, về mưa nè, ốp dán cửa nè. Kiểm tra với Mai phần keo chỉ cửa và ốp cửa nha. Xe bên đây thì cam kết với các anh chị là không tai nạn, không ngập nước, không đầy tu động cơ, hộp số bao test hãng nha. Anh chị mình yên tâm nè, có cam kết bằng văn bản thì cũng có bảo hành cho mình luôn. Bảo hành cho các anh chị là 6 tháng hoặc 5.000 cây, động cơ hộp số nè. Đó, ốc ác sơn phết còn đầy đủ nha. Mai sẽ cố gắng là kiểm tra thật là chi tiết trên video này cho các anh chị mình cùng kiểm tra xe với Mai ha. Tay máy nhà máy là còn đầy đủ nha, ốc ác là không có dấu hiệu tháo mở ha. Phần nội thất cũng còn tương đối khá là mới. Các anh chị mở xa xem được video này ưng xe thì cứ chốt giá đặt cọc cho Mai khoảng 20 triệu thôi. Mai sẽ giao xe về tận nhà cho mình kiểm tra lại một lần nữa. Đúng video Mai làm ở đây, đúng bên Mai cam kết. Xe không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tô động cơ hộp số 3. Thì các anh chị cứ đi test hãng này, test thay thợ thoải mái về đúng như vậy thì mình mới nhận xe, thanh toán phần tiền còn lại, ký mua bán, ký ủy quyền gần nhà các anh chị mình luôn ha. Tổng quan phía sau đuôi xe thì cũng không có chì xước bóp méo gì lớn hết nha. Ở đây là mica đèn còn trong nè, có bọc tiền đèn bằng nhựa các anh chị. Phần lồng thùng thì cũng không chì xước gì hết. Cái này về thì tùy nhu cầu, các anh chị có thể lên nắp thùng cao, nắp thùng thấp ha. Còn có nhu cầu cải tạo hay gì đó thì cứ liên hệ với Mai, Mai hỗ trợ được cho các anh chị mình hết. Còn này là anh này là nhà ảnh là có kinh doanh pallet á, nên là không có sử dụng tới cái phần nắp thùng được, nên là sẽ để nguyên như thế này nhé. Phía sau này cũng không có mất máu gì hết nè. Cho các anh chị mình kiểm tra nội thất luôn. Nội thất ghế nỉ nguyên zinc, chất nỉ như thế này là khá ok. Tuy nhiên ghế nỉ thì khá là dễ bớm dơ, nên các anh chị mình về có thể bọc thêm ghế da hoặc bọc lớp lót da lên thêm ha. Đó, sàn thì cũng 5D rồi đàng hoàng. Xe này thì sử dụng chìa khóa cơ nha. Đây Odo nè, đi được 68.168 km. Có set cruise control ở trên này và đàm thoại rảnh tay trên này luôn nha anh chị ha. Phần vô lăng còn mới, không có bị bóng mờ nè. Đó, 6.000 km về ok. Trên này thì táp lô cũng mới nha, đầu CD thôi. Các anh chị có thể lên màn hình cũng được nếu muốn nha. Ở đây thì cần số còn mới nè, phần da nè, phần ghế nè. Đó, nó hơi dơ như thế này vệ sinh được các anh chị nha. Nhưng mà mình về mình lên để mình xài thôi. Phần trần cũng mới nè. Rồi đây phía trước kiểm tra động cơ cho các anh chị ha. Bán tải mấy hôm nay mà tầm giá khoảng trên 500 như thế này á, thì khá là hiếm. Anh chị nào mà ưng xe thì chốt giá đặt cọc sớm nha. Chứ còn cái này mà chần chừ mấy hôm là không còn đâu các anh chị nè. Xe này cabo thì có tiben trợ lực luôn, rất là nhẹ nhàng. Ốc cabo nguyên zin, keo chỉ nguyên zin. Dòng Wrangler thì các anh chị cũng biết rồi. Với cái doanh số bán hàng như vậy thì mình cũng biết được là cái độ mà sử dụng nó xuống như thế nào rồi ha, so với những dòng bán tải khác. Ốc ác nè, máy hơi dơ, về là chưa có vệ sinh, dọn rửa chưa làm một cái gì hết cái gì nha. Để nguyên nó quay cho các anh chị mình biết chất xe thật sự luôn. Tiếng máy nổ rất là êm, tem mát còn đầy đủ ha. Nổ máy cho các anh chị mình nghe luôn. Hôm trước một số anh chị hay chia sẻ sống nổ máy lên. Đây mà nổ máy cho các anh chị mình kiểm tra với Mai mà mắc gì đâu ha. Xe thì bên Mai có hỗ trợ bao rút hồ sơ, hỗ trợ giao xe về tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Các anh chị có một chiếc xe không có nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho Phát Ca nha. Cuối năm rồi nè, cần đổi xe hay gì đó, Mai sẽ hỗ trợ định giá xe miễn phí cho mình luôn. Rồi các anh chị nếu mà quan tâm thêm những xe bán tải khác như là Wrangler Wildtrak nè, Raptor nè, hay là thích một cái đời cao hơn thì Mai còn một chiếc 2021 nữa, hay là mềm hơn thì Mai có Isuzu D-Max nữa. Đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video nữa nha. Hoặc có thể liên hệ với Mai theo số hotline trên màn hình á, Mai sẽ gửi hình ảnh thông tin xe cho các anh chị mình xem. Rồi
Nếu thích video này nhớ cho mình xin một like, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới. Theo các anh chị thì chiếc xe này nằm giá khoảng bao nhiêu là phù hợp ha. Mình sẽ trả lời trong phần comment đó và cũng như chia sẻ giá bán chính xác cho các anh chị dưới phần mô tả và phần comment luôn. Các anh chị cứ theo dõi ha. Rồi mình cùng chia sẻ với nhau để các anh chị đang có nhu cầu mua xe thì có thể tham khảo cái giá được tốt hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.